không có con nào mà mình biết tên. Ê, có cái con, có cái con mực. Ê, san hô mà nó còn sống mà nó như vậy nè. Ờ. Tới giờ mình toàn gặp san hô chết luôn mà. Có đúng không? Hay là cái cây khác nó bám lên? San hô hả? Đây, con này đẹp quá à, con này. Trời ơi, bơi qua bơi lại. À, anh biết gì không? San hô nó phải có một cái chỗ nó bám vô như vậy á. À, vậy. Mà nó mới mọc lên được á. Nè. Ê, mà nó tự động được á em. Thì nó là san hô mà, nó là sinh, nó là sinh vật sống hả? Ờ. Ghê hả? Ờ. Rồi anh thấy có mấy con sò nó ấy vô đá không? Ừ. Thấy không? Ủa vậy là nó là sinh vật sống hả? Nó là thực vật mà. Ờ, thì nó sống đó. Nó thực vật nhưng mà sao anh thấy nó ẻo ẻo theo nước luôn kìa. Thì nó sống mà. Nó tự động được hả? Thì mới gọi là san hô nó sống, còn nó chết là nó khô lại nó cứng vậy nè. À. Ừ. Nghe bên đây có san hô này đẹp không? Đi qua bên đây con mấy con cá. Thấy hai con cá này đang nhảy nhau. Đó. Em thích con cá đó lắm luôn á. Con này đừng lắm nè. Ôi, mình nó mà được lặn xuống đại dương ngắm cá chắc đã lắm á. Có con cá này lạ nè. Con này lại bên kia thấy á. Okay. Không biết cá này nó có đẻ không? Con này hả? Chắc có. Em thấy có một con gì kìa. Thấy con cá gì mắc cười vậy? Ừ. Nhìn lại cá. Đây nè, có con này lạ. Rồi nó làm cái hồ cá này đã quá không? Nhưng mà nó không, sao nó không thả nhiều vô nó nuôi?